hôm nay là sinh nhật 79 tuổi của bà ngoại. Mọi việc đều được chuẩn bị đúng trình tự. Nhưng người phụ nữ thực sự không ngờ được, sau khi nhấc bánh kem ra, bên dưới lại có một cái đầu người, là anh chồng ngốc nghếch của cô. Anh định dùng trò trẻ con này để hù dọa một người họ hàng ngốc nghếch trong nhà. Nhìn kỹ mới thấy thì ra trên bàn ăn có một cái lỗ đã được khoét sẵn. Thật ra nếu sợ kỹ thì sẽ thấy cái bánh kem được làm bằng hộp giấy. Cũng không trách được, cậu em rể mà chồng cô chuẩn bị trưa này là một tên ngờ nghịch, xuất hiện ở bất cứ chỗ nào cũng sẽ bày trò trêu chọc mọi người. Quan trọng là trò của anh ta đều khá trẻ con, khó mà tưởng tượng được đây là việc mà một người đàn ông đã 40 tuổi có thể làm ra được. Không sao, dọa cũng được thôi, chỉ cần không làm hỏng bữa tiệc sinh nhật mà cô đã dày công bố trí là được. Chuông cửa đã vang lên, họ đến rồi, bà ngoại, em gái và em rể. Em rể mượn cớ vào phòng bếp, bỏ một chút đồ vào trong thùng đựng đá. Chồng cô thì mai phục dưới bánh kem bằng giấy. Mục tiêu của anh và nữ chính chỉ có một, đó là để em rể nhấc chiếc bánh lên. Em gái cô là một đứa nát rượu, cô lén đựng rượu trong bình đựng kem chống nắng trước khi tham gia tiệc, còn tìm cớ vào trong nhà vệ sinh uống một hồi. Em rể phát hiện điện thoại của mình hết pin rồi. Nữ chính nhớ ra, lúc trước chồng đã từng nhắc mình rằng tên này hạ tiện tới mức sẽ dùng trộm cả điện của nhà họ, nên nhất định không được để cậu ta động vào điện. Nên nữ chính đã chỉ cho cậu ta chỗ cắm điện gần đàn piano. Tiếp đó đã có mấy lần họ có cơ hội để em rể nhấc chiếc bánh ra và dọa cho cậu ta một trận. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đầu tiên là bà ngoại muốn chụp hình đồ ăn. Đợi đến khi em rể đã lấy được máy ảnh từ trên xe xuống, thì cô em gái đã say rượu lại tự ý châm nến cho chiếc bánh kem giả này. Nói tóm lại là sau cả một hồi bày kế, cậu em rể này vẫn chưa tự tay nhấc chiếc bánh kem lên, mà anh chồng thì suýt nữa đã bị nến cháy làm bỏng. Phần đầu tiên của trò đùa này coi như đã hạ màn trong thất bại. Phần tiếp theo bắt đầu. Anh chồng đã bắt đầu cuống lên. Anh ta đã thay đổi chiến lược. Nữ chính chưa vào trong lỗ, anh ta nghĩ cách để em rể nhấc bánh lên. Không còn cách nào khác, nữ chính đành phải chui dưới gầm bàn. Chẳng ngờ sau khi chui vào trong, cậu em rể bắt đầu chạy đến ngang nhiên, tiến hành cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Quả nhiên, anh chồng với vẻ ngoài lịch sự, đứng đắn, thì ra rất đam mê thể loại phim người lớn bạo lực. Nếu chuyện này vẫn chưa được coi là tin sốc, thì chuyện tiếp theo đủ để nữ chính phát điên. Nhưng trước khi hóng chuyện, có một kết quả, chính là cậu em rể vẫn chưa nhấc chiếc bánh kem lên. Bởi vì trước đó việc hé lộ chuyện anh chồng xem phim con heo là vô cùng gây sốc, ông chồng sợ không lắp liếm được, nên đành phải vội vàng chuyển chiến trường sang phòng bếp phía bên cạnh. Hai người còn chưa nói được mấy câu, cô em đã say đến gần bất tỉnh bỗng xuất hiện. Cô bắt đầu văng ra những từ tục tiểu, thậm chí ngay trước mặt cậu em rể cũng không hề dịu giọng, thực sự vô cùng khí thế. Cô không những gạ gẫm chồng của nữ chính ngay trước mặt chồng mình, mà còn nói thẳng ra quan hệ bất chính của hai người trong bao năm qua. Sau khi bị cô em tạt rượu, cậu em rể tìm cớ rời khỏi chỗ đó. Còn cô em gái say không biết trời đâu đất đâu cũng kêu anh chồng của nữ chính quay về phía bên bàn ăn nơi có mặt nữ chính. Hai người đã có quan hệ bất chính nhiều năm. Ngoài ra, anh chồng còn là một tên đàn ông cặn bã, lừa tình cảm, lừa thân xác, thậm chí còn không chịu trách nhiệm. Quan trọng là, không những ngoại tình, cô em gái lại nói ngay chuyện này ra trước mặt nữ chính. Anh chồng sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, chẳng ngờ cú sốc này mới chỉ là màn dạo đầu. Đến khi con gái qua đó, cô em gái cũng không hề biết ý, mà còn miêu tả tình cảm lén lút của hai người một cách ngang nhiên hơn. Cô con gái lập tức hiểu ra mối quan hệ trong chuyện này. Hàng loạt những tình huống thất tin này vẫn chưa đi đến hồi kết. Cảnh quay kinh khủng nhất trong tập này sắp sửa xuất hiện. Bà ngoại chưa đợi em rể nhấc bánh kem lên, mà đã cầm ngay con dao ở bên cạnh chọc thẳng vào bánh. Anh chồng, người duy nhất biết chân tướng sự việc sợ hết hồn. Nhưng bản thân tôi nghĩ rằng lúc này anh ta chắc cũng rất sung sướng, vì người vợ vừa nghe được hết bí mật của mình đã bị chính mẹ đã dùng dao chọc thủng đầu. Nhưng không thể nào ngờ được, câu chuyện thật không hổ danh là câu chuyện, bất ngờ nhất định sẽ xuất hiện. Anh chồng vốn dĩ vừa sợ hãi vừa vui sướng tột độ, nhưng đã lại có bước ngoặt, người chết lại sống lại. Nữ chính lại thản nhiên bước vào từ ngoài cửa, còn hỏi có chuyện gì mà sao mọi người lại ồn ào thế. Anh chồng hỏi, ba cô của tôi, em rời đi từ lúc nào vậy? Nữ chính nói mình rời đi từ lần đầu tiên em rể và chồng chuyển chỗ nói chuyện ra phòng bếp. Anh đột nhiên cảm thấy thế gian vô cùng tốt đẹp. Câu chuyện gây sốc về việc mình ngoại tình với em vợ, nữ chính không nghe thấy một chữ nào. Bà ngoại vừa bảo anh chồng lấy cho một cốc nước đá, anh chồng không để ý mà đã bỏ ngay viên đá có vấn đề vào trong cốc. Chẳng ngờ bà ngoại đang uống dở thì phát hiện cổ họng bị mắc nghẹn. Em rể quá mạnh tay, trong thùng đá có đựng đá nhện mà anh ta chế biến từ trước. Đúng lúc mọi người đang trong cơn hỗn loạn, có người đề nghị mau gọi cấp cứu. Em rể vội chạy đến chạm vào điện thoại của mình, chẳng ngờ lại bị điện giật. Cùng lúc đó, em gái xuất hiện với khuôn mặt bẩn được rửa bằng bánh xà phòng đã bị đánh tráo. Nữ chính kêu lên, mau gọi xe cấp cứu. 3 giây sau, trong tình trạng không hề có ai gọi cấp cứu, có một nhân viên cấp cứu đã xuất hiện thật. Nhưng anh chàng cơ bắp này lại là món quà mà em rể tặng cho bà ngoại. Và thế là cả nhà đã thưởng thức một màn nhảy nóng bỏng trong tình trạng ngơ ngác. Con gái đã nói hết mọi chuyện cho nữ chính. Hai mẹ con mang theo hành lý chuẩn bị chuyển ra ngoài, để lại anh chồng đứng một mình ở đó như một tên ngốc. Đây là tập thứ 5 mùa 2 của phim Inside Nó Chính. Trên mạng có rất nhiều bài phân tích về câu chuyện này, thậm chí còn có thuyết âm mưu. Có điều tôi thấy, trong phim có một đoạn có thể tóm tắt câu chuyện này. Em rể đã viết cho bà ngoại một tấm bưu thiếp từ trước. Trên đó có mấy câu thế này: hãy quên đi quá khứ, vì ta không thể thay đổi. Hãy quên đi tương lai, vì ta không thể đoán trước. Hãy quên đi hiện tại, món quà, vì con không chuẩn bị cho mẹ đâu.
chính là nói về anh chồng. Vì dù sao anh ta không thể nào ngờ được, một trò đùa mà mình dày công chuẩn bị, cuối cùng lại khiến vợ con phát hiện ra bí mật mà anh đã giấu kín nhiều năm, khiến gia đình ly tán. Thế mới nói không cần phải cố tình tạo bất ngờ, vì cuộc đời tràn ngập sự bất ngờ. Hơn nữa, ông trời có mắt, việc khuất tất rồi sẽ có ngày bại lộ trước ánh sáng, sẽ phải trả giá đắt. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!